Dạ vâng, chào các bác ạ. Là Lâm Thành Auto. Dịp Tết đến xuân về 2023 cũng đã cận kề rồi. Ngày hôm nay cũng đã ngày 23 tháng Chạp, hay còn gọi là ngày ông Công ông Táo, thì cũng đã đến rất là gần rồi. Thì hiện tại thì đây là những chiếc xe VinFast Fadin cuối cùng có mặt tại VinFast Hải Dương chúng em. Đó là một chiếc VinFast Fadin bản tiêu chuẩn và chiếc VinFast Fadin bản nâng cao màu trắng đang sẵn xe giao ngay tại VinFast Hải Dương chúng em để cho các bác có thể vi vu, đưa đón cả gia đình đi vi vu khắp dịp Tết đến xuân về, để chúng ta có thể đi về quê hay là cung chúc ông bà hai bên gia đình. Vâng, chiếc VinFast Fadin bản tiêu chuẩn thì hiện tại giá xe thì đang là từ 425 triệu là giá niêm yết. Chúng ta sẽ được ưu đãi khuyến mãi chỉ còn là 352 triệu 500. Lăn bánh xuống đường chiếc VinFast Fadin bản tiêu chuẩn này xuống đường tại khu vực miền tỉnh sẽ là 400 triệu đồng chẵn. 400 triệu đồng chẵn các bác nhé, 400 triệu đồng chẵn ạ. Một mức giá cực kỳ là hợp lý ở tại thời điểm hiện tại. Tết đến xuân về đến nơi rồi. Và chiếc VinFast Fadin này lăn bánh tại khu vực biển Hải Phòng, Quảng Ninh sẽ là 408 triệu đồng. Và lăn bánh xuống đường tại Hà Nội sẽ là 428 triệu đồng các bác nhé. Vâng, 428 triệu ạ. Và lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 420 triệu đồng. Còn bên cạnh đây là một chiếc VinFast Fadin bản nâng cao. Có lẽ đây là một phiên bản được rất là nhiều người lựa chọn. Nó sẽ chỉ xếp sau cái phiên bản tiêu chuẩn một chút thôi. Nếu như chúng ta là một người yêu thích sự nguyên bản, thì chúng ta sẽ chọn chiếc VinFast Fadin bản nâng cao. Bởi vì chiếc VinFast Fadin bản nâng cao đã được nâng màn hình cam nùi, trang bị la răng phay, trang bị phím bấm tích hợp vô lăng, tự động lock cửa khi xe di chuyển. Vô lăng bọc da các bác nhá. Đấy, vô lăng bọc da. Đấy. Đây nội thất bên trong đây. Yêu thích sự nguyên bản thì chúng ta sẽ chọn chiếc VinFast Fadin bản nâng cao. VinFast Fadin bản nâng cao thì giá niêm yết là 459 triệu đồng. Sau khi khấu trừ đi các khuyến mãi thì chiếc xe là chỉ còn là 383 triệu 100 nghìn đồng. Lăn bánh xuống đường tại khu vực biển tỉnh sẽ là 430 triệu đồng. Lăn bánh xuống đường tại các thành phố như là Hải Phòng, Quảng Ninh và một số tỉnh thành áp thuế 12% sẽ là 438 triệu. Lăn bánh xuống đường tại thủ đô Hà Nội sẽ là 458 triệu đồng các bác nhé. 458 triệu. Lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 450 triệu đồng. Một mức giá cực kỳ hợp lý cho những chiếc xe VinFast Fadin bản nâng cao. Vâng, một mức giá cực kỳ là ổn để cho chúng ta sở hữu một chiếc xe tầm 300-400 triệu. Đấy, 300-400 triệu ạ. Nhân dịp Tết đến xuân về thì em Thành Auto cũng xin kính chúc các bác có một cái Tết thật là ấm no, hạnh phúc, vui vẻ và hòa thuận gia đình, luôn luôn đầy ắp tiếng cười. Vâng, Tết sum vầy đong đầy tả lộc 2023 đã đến gần rồi. Thì các bác nhanh tay nhanh chân alo ngay cho em Thành Auto để sở hữu những chiếc siêu phẩm VinFast Fadin cuối cùng. Một trong những ông vua phân khúc hạng A trong suốt những năm qua. Vâng, 0979188958, đây là số điện thoại cũng như là số Zalo của em Thành Auto. Còn bây giờ em Thành Auto xin phép chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip tiếp theo. Em xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.